Vâng, chào mừng các bạn và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Và một video ngày hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu và quảng bá với các bác và anh em một combo karaoke gia đình với mức giá rất là phải chăng và toàn bộ là những thiết bị hàng chuẩn, hàng chất lượng cao. Em đang ghép ở đây gồm có một đôi loa DMB1000 hàng bãi xịn, một cục đẩy liền vang K1000 thương hiệu của Mỹ, một chiếc mic Shure UG12 La Mã cũng thương hiệu của Mỹ hàng chuẩn loại 1, và cuối cùng là một chiếc trầm JBL835 hàng xịn, hàng xuất châu Âu. Tất cả những thiết bị này hàng xịn chính hãng các bác nhé. Và bọn em đang test với cấu hình như thế này thì giá chỉ có 15.300.000 đồng. 15.300.000 đồng thì các bác và anh em đã chọn một bộ karaoke cấu hình gồm có 1, 2, 3, 4, vâng, 4 thiết bị. BB1000 thì nó thương hiệu quá nổi tiếng của BMB rồi, bass 30, 4 loa chép một thùng, và chất âm của nó thì chuyên về lòng karaoke, các bác và anh em đã biết và trải nghiệm rất là nhiều trên các kênh YouTube cũng như là trong thời gian vừa qua rồi, nó quá nổi tiếng và em sẽ không cần phải giới thiệu lại nữa. Và con đẩy liền vang kia điều đặc biệt ở nó là nó có thêm tính năng loudness để chúng ta nghe nhạc. À, giống như các dòng âm ly nội địa của Nhật đấy, chúng ta có thể kích hoạt tính năng loudness để kích hoạt các cái tính, các cái giải bass chung chép được tươi sáng hơn, nảy hơn, rõ ràng hơn, nghe nó sẽ có cảm xúc hơn. Và hơn nữa cái dòng đẩy liền vang này có tích hợp sẵn Bluetooth, chúng ta có thể kết nối không dây với điện thoại hay là smartphone hay máy tính bảng, chúng ta có thể hát bằng các thiết bị di động. Tiếp đến nó có thể tích hợp luôn sẵn các cái tính năng như echo và trong đấy không? Echo vang nhại chúng ta cắm mic vào là hát luôn. Vâng, cho nó rất là đơn giản và hiện đại. Một chiếc mic Shure 12 La Mã là phiên bản chuẩn loại 1, chất âm cực hay, em không phải giới thiệu nhiều vì nó đã là huyền thoại trong các dòng karaoke, mic karaoke. Với mức giá chỉ có 2.300.000 đồng. Một đẩy liền vang giá 4.800.000 đồng. Một chiếc súp 835 hàng chuẩn loại 1 xuất châu Âu, giá là 3.500.000 đồng. Và cuối cùng là một đôi loa BMB1000. Vâng, BMB1000 đang bán thanh lý với giá 4.700.000 đồng. Còn một trọn bộ như vậy là 15.300.000 đồng. Xin mời các bác và anh em hãy cùng đeo tai nghe vào, đeo tai phone vào, chúng ta cảm nhận cái chất âm một lần nữa của bộ karaoke này. Và đây cũng là những đơn đặt hàng của anh Huỳnh Tấn Trọng ở Bình Dương, một đôi BMB1000 bãi. Và anh Trương Văn Nguyện ở Phú Yên, một cục trầm JBL đây. Vâng, em xin mời các bác và anh hãy cùng đeo tai phone vào nhé. Vâng, để cho các bác và anh em không phải đợi lâu nữa, bọn em sẽ chuyển sang một đoạn karaoke để trải nghiệm luôn, test thử luôn cái chất âm của karaoke, bộ càn karaoke 15.300.000 đồng này nhé các bạn nhé. Rồi xin mời các bác và anh em hãy cùng nghe ngao một đoạn karaoke
một bài hát rất là quen thuộc của ca sĩ Nguyễn Hưng. Vâng, xin mời các bạn nhé. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tây. Xuống phố bóng tay thấp thoáng dáng ai vừa qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc gắt hương người xưa. Thì ra mình say nên những bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy ra buồn tây. Vâng ạ, trên đấy thôi để các bác và anh em có thể cảm nhận được chất âm của Dora BM1000 bản xịn hàng BM1000 bass 30 4 là chép. Vâng, combo này thì bọn em đang ghép gồm có một đôi một cục trầm 835 các bác nhé, một cục đẩy liền vang, một chiếc Mitsubishi UG12 la mã, và cuối cùng là B1000. Và đây là một cấu hình khoảng 15.300.000 đồng của bọn em đang bao gồm phí vận chuyển cũng như là tặng kèm dây rắc cho tất cả các bác và anh em. Những thiết bị lẻ thì em đã báo giá luôn các bác và anh em luôn nhé. Trầm thì 835 thì giá 3.500.000, cục đẩy liền vang là 4.800.000 đồng, một chiếc Mitsubishi UG20 thì các bác UG12 la mã hai triệu là một, giá 2.300.000 đồng, và cuối cùng một đô la B1000 bãi xịn giá 4.700.000 đồng và em thanh lý mức giá rất là yêu thương. Và cuối cùng thì mọi chi tiết các bác anh em vui lòng liên hệ theo số điện thoại hotline trên màn hình nhé, bọn em sẽ gửi hàng về tận nhà cho các bác anh em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn.